Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi trực tiếp khác, một vị khán giả đang chờ được kết nối với trường quay. Alo VTC16 xin nghe ạ. Alo, mình tên là Trần Văn Bát ở Xuân Kiên, mình muốn hỏi với chuyên gia một việc như sau. Dạ vâng ạ. Hiện nay con lợn nái của mình chở được 2 tháng rưỡi rồi. Nhưng mà đợt trước mình chưa tiêm vaccine khô thai, tức là bạc vô đấy. Vâng ạ. Thế thì bây giờ có tiêm được không ạ? Dạ vâng, ngay sau đây xin được mời khán giả lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương. Xin mời chuyên gia ạ. Vâng, kính chào anh. Thực ra cái con lợn nái của anh đã sửa 2 tháng rưỡi rồi, thì chỉ còn có chưa đến 1 tháng nữa nó đã sinh con, đúng không? Vâng, khoảng nó bình thường là 114 ngày mà. Thì đấy, thế cho nên là mà đây là cái giai đoạn mà nó cũng sắp sinh, thai nó lớn rồi. Mà chúng ta có tiêm vaccine nó cũng không thể sinh được cái miễn dịch kịp nữa. Cho nên là chúng ta không nên tiêm vào thời điểm này. Mà chúng ta tốt nhất là nếu mà chúng ta chưa tiêm được vaccine thì chúng ta hãy đảm bảo cái chăn nuôi về an toàn sinh học đấy. Tức là phải cách ly tốt, vệ sinh tốt và khử trùng tốt, thì để hạn chế tối đa cái mầm bệnh phía ngoài nó xâm nhập vào cho đàn lợn. Thế còn sau khi lợn nó sinh con rồi đấy, thì trong cái thời gian nó nuôi con hoặc là sau khi cai sữa, đấy là thời điểm mà rất tốt cho chúng ta tiêm phòng các cái vaccine để phòng bệnh cho con lợn. Mà không chỉ khô thai mà chúng ta có thể phòng các bệnh. Đấy, thì chúng ta có thể chia ra từng giai đoạn và chúng ta phòng cho đầy đủ. Ví dụ mình muốn tiêm để vì cái lọ vaccine của mình nhiều người. Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm được có 3 tên thôi, thì còn lại muốn tận dụng tiêm thì những con ấy có tiêm được không? Thực ra thì ở đây thì muốn nói là mục đích tiêm vaccine để phòng bệnh. Thế nhưng mà cái mục đích đấy nó không đạt được, mà nó có thể lại còn khi mình tiêm nó có thể tác động nó không tốt đến đến con lợn mẹ cũng như là sự phát triển của bào thai, thì chúng ta cũng không nên cố tiêm. Đấy, thế chứ còn đúng là tiếc thì rất là tiếc đấy. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể là cũng cân nhắc cho nó chứ còn tiêm thực ra thì cái vaccine đấy thì cái bảo hộ của nó là cũng được 6 tháng đúng không ạ? Vâng, thế mà bảo hộ được 6 tháng thì mình tiêm bây giờ thì có thể là đến lứa sau là mình cũng vẫn có được cái miễn dịch. Đấy, cho nên là nhưng mà cũng cân nhắc thêm. Thì giai đoạn là 2 tháng rưỡi thì cũng chưa, cũng là giai đoạn mang thai, tức là giai đoạn cuối đấy ạ. Tức là thời gian mang thai chia là 3 giai đoạn đúng không ạ? Giai đoạn đầu và giai đoạn cuối là giai đoạn chúng ta không nên tác động. Thế còn giai đoạn giữa thì chúng ta có thể tiêm vaccine. Đấy là nguyên tắc ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương, và khán giả cũng nên cân nhắc trước những khuyến cáo vừa rồi để có thể tìm ra được cho mình một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Xin được cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.